Hello, xin chào các bạn. Hôm nay nói chung là hôm nay đang ở trong cái giai đoạn mùa dịch, nó đang ở cao trào, mình không đi câu được. Những anh em khác cũng không đi câu được nên hầu như rất là ít những ai có clip để mà đăng lên. Tại vì người ta đăng những cái clip để dành xong rồi thì người ta cũng hết clip đăng luôn các bạn. Thì hôm nay mình cũng bị rơi vào trường hợp đó nên mình mới ở nhà mình làm clip, cái clip về những cái nguyên vật liệu để các bạn làm file cover từ những cái vật liệu mà mình sẽ nói sau đây. Bây giờ mình hãy cùng nhìn vô, mình bắt đầu nhé các bạn. Xin mời các bạn nhìn vô màn hình, nhìn vô nha các bạn. Thì hồi nãy mình nói là hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết các nguyên vật liệu để làm ra cái file cover cho các bạn sử dụng. Thì đây là cái tỏi các bạn, cái cấn tỏi nha các bạn. Cấn này và mình mới mua ở trên mạng về, không phải mua cái này, ý là mua tỏi á. Xong rồi mình mới cắt mấy củ nó đi, còn lại mấy cái này các bạn. Thì cái này các bạn bóc ra các bạn làm phao câu cá, các bạn thể làm phao câu rô, cái sặc sặc rằn, sặc bướm. Thì thường thì cái cọng tỏi này nè, cái cấn tỏi này nè, nó không có bự mấy đâu các bạn, đâm ra là mình sử dụng cho cái việc làm phao có sạc rành nó phù hợp hơn. Còn lâu lâu nó có được một cọng bự thì mình làm phao coro cũng được, nhưng mà ít lắm, mấy cọng bự đấy lắm. Thì bây giờ mình sẽ bóc ra cho các bạn xem nhé. Bên trong của nó nổi lắm các bạn. Bên trong của nó nhỏ hơn cái phao bắp của mình nhưng mà nó rất là nổi, mình có thể làm phao hoặc câu cá sặc rành ha các bạn, hoặc là phao câu cá rô. Cái này nó hơi nhỏ các bạn, cái này nó hơi nhỏ thì mình có thể làm phao câu cá sặc bướm ha. Phao câu cá sặc rành thì nó phải bự hơn chút nữa, phao câu cá rô thì nó còn phải bự hơn nữa. Thì đây, cái cây này có vẻ như nó bự hơn cái cây mình mới bóc. Đó, nó bự vào nè các bạn. Nó bự vào là mình làm phao câu cá sặc rành được rồi nha các bạn. Như vậy thì cũng chưa bự mấy đâu, để mình tìm mấy cây khác bóc cho các bạn coi. Đây, cây này tương đối bự nè các bạn. Đó, cái này thì câu cái sặc rành thì nó đúng hơn, nó phải to vậy. Còn nói chung là hai cây này hơi nhỏ thì mình câu cái sặc bướm thôi, còn cây này to để câu cái sặc rành được. Đó, các bạn chú ý nha, mình đi mua tỏi và mua ký gì đó, nó có sẵn mấy cái cấn này mình cắt ra nè. Cái cấn này tương đối đẹp rồi các bạn, nó màu trắng đẹp lắm các bạn, nó trắng tinh. À, còn đây nè các bạn, không tỏi quá trời nè, mình chưa có thèm bóc nữa tại vì mình cũng có nhiều rồi nên mình chưa bóc. Các bạn thấy không, mấy cái cây này nó bự nè, mà nhìn nó vậy chứ mà bóc ra thì nó cũng chỉ vừa cái phao cái sạc rành thôi. Nhưng mà hôm bữa mình có lấy được một cái cấn bự nè các bạn, bự nè,
Mình lại được có một khúc này thôi, mình lập tức làm cái file Cocoro này luôn nè. Này rất là bự luôn mà hiếm lắm, lâu lâu có được khúc bự vậy. Còn đâu mấy khúc này nó nhỏ mày ơi, nhìn vào chứ mà bóc ra nó nhỏ, nó chỉ câu cái sạc rằng là hợp thôi. Đây đây, hàng này cũng tương đối bự nè. Hàng này câu cái rô cũng được các bạn, bự nè. Đó. Tức là trong cái số hành này vẫn còn mấy cái bự các bạn. Cỡ bự cỡ này là câu cái rô ngon đó các bạn. Đó. Đây đá các bạn. Đó, cỡ bự vậy mình làm câu cái rô ngon nha các bạn. Nè, bự nhưng mà tính ra cũng không không bự bằng cái phao này. Hôm bữa mình cũng lấy từ cẩn tỏi các bạn. Bữa hôm mình có làm được hai cái bộ câu cá sặc rành các bạn nè. Tương đối đẹp các bạn. Mình làm từ cẩn tỏi á, được hai bộ câu cá sặc rành. Còn còn được cái cẩn bự này thì mình làm cái phao câu cá rô. Bự như vậy thì hiếm lắm các bạn. Mình đã thấy bự như vậy là bự rồi đó. Còn bự cỡ này nữa là hiếm. Này bây giờ mình cắt cỡ này để mình làm phao câu rô các bạn. Thì khi làm phao thì các bạn lấy cái kim các bạn đâm vô chính giữa này nhé các bạn. Cái kim dài dài chút, các bạn mua kim, các bạn ra mấy chỗ bán chỉ á, chỉ kim các bạn mua nha. Có mấy bạn comment hỏi mình là mua kim đó đâu, thì hôm nay mình nói cho mua kim đó ở ngoài tìm bán chỉ kim chỉ các bạn, ra đó nói người ta bán cho mấy kim dài dài chút, thì đó kim dài để mình đâm xuyên qua. Còn bây giờ mình sẽ nói tới cái nguyên vật liệu thứ hai là cái này, cái đọt bắp hoặc là cái thân bắp các bạn. Thì cái này ai cũng biết rồi đúng không, mình có nhiều clip nói về cái này rồi. Thì đấy, cái này thì rất nhiều anh em đang xài phao bắp này để câu cái rô ha. Thì đấy, thì khi các bạn muốn làm chiều dài cỡ nào thì cắt cỡ đó thôi ha. Ví dụ muốn như mình bữa hôm mình có một clip nói làm dài cỡ 8 cm là ngon ha. Tại vì ngắn quá mình câu cái rô mình nhìn mỏi mắt lắm. Cái rô thì nó không nhét thì nó ăn cái phao cỡ nào nó cũng ăn. Còn khi nó nhét rồi thì cái phao nhỏ nó cũng không ăn. Nên các bạn cứ làm 7-8 cm là ok ha. Dài cỡ vậy. Xong rồi sẵn lấy kim xỏ qua nha các bạn. Xỏ qua xong rồi các bạn muốn nó mềm thì các bạn ngâm nước. Ngâm vô nước cho nó mềm ha. Ngâm nước để cho nó mềm thôi, để các bạn cột hai đầu cái phao các bạn. Còn bây giờ nó chưa ngâm nước nó cứng lắm. Bây giờ để mình nhắc lại cái quá trình ngâm nước cho nó mềm cho các bạn xem ha. Bây giờ cái phao này đúng không, nó là cái phao mình chưa cắt nè, chưa xử lý nè. Giờ mình sẽ cắt nó vừa phải để mình ngâm mình làm cho các bạn xem thử ha. Giờ mình lấy con dao các bạn. Đây là cái khớp của nó, thì mình cắt bỏ cái đốt này, cái đốt của thân bắp hoặc là đọt đọt bắp đọt hoa của nó. Thì nhiều khi các bạn phải lấy xịt xuống cho nó bự, hay cái đọt hoa thì nó hơi nhỏ. Thì nói chung cái bắp này thì các bạn có thể lấy dài dài xuống, từ trên đầu bắp lấy xuống luôn, khi nào thấy nó bự quá thì bỏ thôi. Còn cỡ vừa vừa bự cỡ ngón út này vẫn câu được các bạn. Giờ mình cắt bỏ cái khớp này, cái đốt này các bạn. Các bạn nhớ cắt như vậy nè, để cho nó không bị xước nha các bạn. Các bạn mà cắt một chỗ một, mà cắt từ trên xuống dưới là nó sẽ bị xước. Các bạn xoay tròn như vậy, xoay tròn rồi cho nó không bị xước các bạn. Bây giờ các bạn bẻ cái là nó không bị xước. Đó, mình thì mình thích làm phao dài để khi mình câu rô mình nhìn dễ, quan sát dễ. Các bạn có quan sát được cái phao thì các bạn mới giật được con cá. Còn bây giờ cái phao nhỏ quá không, các bạn nhìn nhức mắt lắm. Nhức mắt thì từ từ cái vấn đề nhức mắt mà nó làm cho mình nhìn không còn quan sát tốt được. Từ cái không quan sát tốt thì mình sẽ giật con cá không tốt, đâm ra là sẽ bị sải cá. Nên mình làm cái phao dài để mình quan sát cho nó rõ các bạn. Lúc đó mình xử lý sẽ đúng.
Chứ còn nếu mà cái file nhỏ quá, nhiều khi mình nhìn không rõ, mình xử lý không được, là lúc đó mình dịch cái không được. Đó, bây giờ mình sẽ đem cái đoạn này vô ngâm nước rồi mình sẽ xuyên ra cho các bạn coi nha. Lấy kim xuyên ra cho các bạn rõ hơn nha. Nè, mình mới lấy một cái thau nước nhỏ. Mình ngâm nước để cho nó mềm các bạn. Xong mình lấy cái kim mình xỏ qua các bạn. Mình xỏ qua mình cột hai đầu cho các bạn nào mà chưa biết á. Thì có nhiều bạn cũng coi rồi, thì mấy bạn đó cũng biết rồi, nhưng mà bữa nay thì mình cũng chỉ lại luôn cho những bạn mới chưa biết. Cái cắn tỏi thì các bạn cũng ngâm nước luôn nha cho nó mềm, chứ không là nó cứng lắm. Cái cắn tỏi nó còn cứng hơn cả cái bắp đó, phao bắp nữa. Bây giờ trong lúc mình đợi cái này nó mềm đó, thì mình sẽ nói cho các bạn cái nguyên vật liệu nữa để sử dụng làm phao câu cá rô các bạn. Đây chính là cái dép số mình cắt ra các bạn. Các bạn cắt ra hình vuông cỡ này nha các bạn. Vừa vừa để mình câu cá rô thôi ha. Bây giờ nó hình vuông đúng không? Mình sẽ lấy con lấy kéo mình tỉa cho nó tròn tròn đi ha. Bây giờ mình tỉa sơ sơ cho nó tròn nhé. Đó. Mình lấy kéo mình tỉa cho nó tròn quá. Lúc trước mình không biết cách dùng kéo mình tỉa, mình cứ mài nó lâu quá. Mình tỉa xong rồi mình mài thì nó sẽ nhanh hơn các bạn. Cái này mình đang chỉ cho các bạn tự làm để các bạn câu á. Còn nếu các bạn nào không muốn tự làm, các bạn có thể đi mua ở ngoài tiệm, nó có bán mấy cái phao xốp có sẵn nha các bạn. Đó, các bạn tỉa nó tròn đi các bạn. Các bạn tỉa lấy kéo tỉa một lúc là nó tròn đấy các bạn. Nếu mà muốn nó tròn nữa thì các bạn cứ lấy đá mài cho tròn thôi. Bây giờ cái miếng mài mình lấy giấy nhám mình dán lên cái miếng gỗ này các bạn ha. Mình dán nó để mình mài cho nó dễ, chứ bây giờ các bạn lấy tờ giấy nhám á, các bạn mài khó lắm. Nên mình nghĩ ra cái cách là mình dán vào miếng gỗ này nè ha. Bây giờ thấy ngon không? Cứ thế cầm. Mình cứ mài cho thế nào nó tròn thì là tròn là cũng được cho đẹp. Thực ra hồi nãy mình lấy kéo mình tỉa nó cũng tròn rồi các bạn ha. Bây giờ muốn nó tròn nữa thì mài thôi. Thực ra thì nếu không có thời gian thì thôi cắt tới đây được rồi. Lấy kéo tỉa là nó cũng tròn rồi các bạn. Nếu muốn kỹ nữa thì mài thôi.
xong một lúc mình mài thì nó cũng tương đối tròn rồi các bạn ha. Vậy là bây giờ mình có thể xỏ kim qua nha các bạn. Vậy là bây giờ mình có một cái phao câu cá rô rất là đẹp đúng không các bạn? Phao câu cá rô rất đẹp từ Zshop ha các bạn. À, tương đối tròn rồi ha. Nếu muốn tròn nữa các bạn cứ mài thôi. Bây giờ có thể đi câu cá rô là tuyệt vời ha. Bây giờ mình sẽ chỉ cho bạn xỏ lỗ nè. Bây giờ mình lấy cái kim này các bạn, mình mua ở tiệm bán chỉ nhá, kim chỉ á. Thì đó thì bây giờ mua kim dài dài nhá, nhớ nha các bạn. Rồi mình đâm qua thôi. Mình đâm chính giữa nha các bạn. Dùng cái kìm mà cho nó khỏi bị bung cái lớp da ở đây các bạn. Nếu mình cứ đẩy vào là mình bị bung cái lớp da ở đây nên mình dùng cái kìm đẩy. Đó nó qua nè các bạn nè. Mình xỏ cho chân dưới chứ cái này nó chưa chân dưới máy nha. Xỏ cho chân dưới nha các bạn. Rồi mình đâm qua, đâm cho chân dưới, đừng có đâm bị lật nha các bạn. Đó, đâm chân dưới nè. Rồi mình xỏ dây qua thôi. Xỏ dây qua thôi nha các bạn. Vậy thôi ha. Mình chỉ hướng dẫn tới đây thôi nha các bạn, tự xỏ dây nhé. Đó, nó có lỗ sẵn rồi ha. Trong lúc hồi nãy mình nói mình đợi cái phao này nó mềm mình mới chuyển qua cái này đúng không? Hồi nãy mình nói vậy thì bây giờ mình làm cái này xong rồi thì đến lượt cái này nó cũng mềm các bạn. Giờ cái trường hợp này nó cái này nè. Giờ cái kim này nó có vẻ nó ngắn hơn cái phao này đúng không? Bây giờ cái này nó cũng mềm này. ngâm nước một lúc nó mềm mà. Mình lấy cái kim khác dài hơn. Kim khác dài hơn thì mình cũng mua ở tiệm đó nha. Giờ mình đâm vô trên dưới này để mình xỏ dây qua thôi ha. Đó, mình đâm qua trên dưới thôi. Tiếp tục lấy kìm đầy các bạn. Đó, nó qua nè các bạn. Qua rồi, bây giờ mình rút cái kim này ra thôi ha. Đó, bây giờ nó có cái lỗ rồi, các bạn cứ xỏ dây qua thôi. Xong rồi, bây giờ nó cũng mềm mà mình ngâm nước một lúc rồi thì các bạn lấy sợi dây cột hai đầu lại thôi, rồi các bạn đi câu được rồi nhá. Mình chỉ hướng dẫn tới đây thôi thì tùy lúc trước mình qua làm chi tiết rồi, mình có mấy cái clip mà hướng dẫn làm phao rồi nhé các bạn, làm một bộ dây luôn chứ không phải làm phao không. Còn cái này là hôm nay mình giới thiệu cho các bạn biết những cái nguyên vật liệu để các bạn làm phao câu cá rô thôi. Thì như vậy thôi ha. Những clip trước mình cũng nói rõ rồi, các bạn có thể xem lại nha các bạn. Thì đây các bạn xỏ dây qua cái phao shop này, xong rồi cũng cột hai đầu lại thôi nha các bạn. Cột hai đầu lại xong rồi cho chì cho lưới câu vô đi câu thôi.
pha bắp này cũng vậy thôi ha, cột hai đầu vô rồi cho kéo dây qua rồi cho chì cho lưỡi câu vô lưỡi câu thôi. Đấy, cái này thì từ cẩn tàu nhé các bạn, pha câu rô từ cẩn tàu nhé, này từ xốp, từ cái dép xốp bỏ đi rồi mình cắt nha. Này từ pha bắp thì quen thuộc quá rồi nhá. Này cái này mình cũng làm từ cẩn tỏi á, để đi câu cái sạc rành này các bạn. Đó, cẩn tỏi á các bạn, cẩn tỏi á, mình bóc ra từ cái tỏi á. Thấy to quá thì để là câu cái rô, còn mấy cái vừa vừa vậy có sạc rành. Nếu mà thấy nhỏ quá thì tìm cái cân tỏi bự ra chút nữa. Nè, đi câu sạc rành cỡ này là đẹp rồi, đừng có nhỏ quá ha các bạn. Đó, cỡ này là đẹp luôn. Đây ha, từ những cái cân tỏi nè, mình cắt tỏi ra hết rồi, còn cái cân này mình bóc ra thôi. Ở tới đây mình cũng kết thúc cái clip ở đây nha. Các bạn xem thấy thú vị rồi các bạn nên ủng hộ mình nha các bạn. Chúc các bạn được bằng an khỏe mạnh trong mùa dịch này nha các bạn. Chúc cho gia đình các bạn luôn luôn mạnh khỏe bằng an nha các bạn. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn.